Hello xin chào tất cả mọi người nhé Chào mừng mọi người đến với clip tiếp theo của mươi 98 gaming rồi ngày mai chúng ta sẽ nhận được 10 kim cương rồi các bạn ạ Ôi ôi mỗi thứ ba hàng tuần chúng ta sẽ nhận được khá là nhiều kim cương 10 kim cương từ đăng nhập hàng ngày và một hộp kim cương nữa của ngày đăng nhập thứ ba thứ ba nào cũng vậy nha các bạn nha Đây là các bạn hãy kiểm tra rồi thì rất nhiều bạn cũng đang giận rất muốn nhận cái cốt thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhận mã cốt khá là nhiều nhưng mà nó nói chung là hơi khó khăn một tí đấy cũng có một cách nhận mã cốt tiếp theo thì nhưng mà những cái mã cốt này thì nó khá là to tức là nếu như các bạn được giải thì các bạn sẽ cũng sẽ rất là to nhưng mà nó cũng dễ làm thôi rồi bạn nào mà muốn tham gia thì thì có thể tham gia còn không thì thôi Nha các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn này. Ừ, bạn nào mà tham gia được thì tham gia nhé. Ừ, những cái này đều còn hạn và còn phần thưởng rất là lớn. Bây giờ mình sẽ chuyển ra cho các các bạn trước. Bạn đợi mình một xíu để mình uh, lấy link sự kiện cho các bạn để cho các bạn uh, làm sự kiện nhá Các bạn nhớ nếu bạn nào cảm giác tham gia được sự kiện nào thì tham gia, còn không được thì uh, thôi nha. Các sự kiện này mình sẽ sau đó mình sẽ để link ở phần comment bình luận. Đấy, bạn nào mà không thấy thì các bạn hãy chờ một chút để xong mình ghim lên nha các bạn nhé. Bởi vì nó khá mất thời gian một tí cho nên là mình ghim nó chậm. À. Rồi. Bây giờ là đến... Uh... Các bạn nhớ là... Ơ oh, cái sự kiện hôm qua... Rồi 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 rồi. Để mình uh, tìm lại mình những cái link sự kiện này cho các bạn nhé Rồi. Rồi đấy với linh sự kiện đầu tiên này Mình sẽ cho các bạn xem này Các bạn nhớ là những sự kiện này đều nhận được cốt và phần thưởng khá là lớn nha Rồi Sự kiện đầu tiên đó là sự kiện công viên nước kỳ ảo dành cho mùa hè Thì để chào mùa hè một, một sự kiện xây dựng công viên nước ấy Thì chúng ta sẽ nhà phát hành để cho các bạn một sự kiện đó là từ ngày mùng tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 là vậy còn tận các bạn có thời gian trong vòng tận độ 2 tuần nữa cơ. À đâu, một tuần hơn một tuần nữa thôi. Bây giờ là mùng 5 rồi chỉ còn độ 10 ngày thôi, 9 ngày nữa thôi. Đấy. Bước 1 thì các bạn hãy tự do sáng tạo thiết thế của một nước tức là các bạn có thể đi co trong nhà các bạn một cái kiểu công viên nước ở đó theo ý của các bạn. Đấy, tùy thuộc vào các bạn nha các bạn nhé Sau đó các bạn hãy chụp hình lại và đăng tải vào group của nhà phát hành. Đấy, group của bạn nào mà chưa biết group như thế nào thì các bạn gõ chữ các bạn có thể bấm như thế này. Đây này. Các bạn có thể bấm vào đây nhá, bấm vào Play giờ này trên Facebook nha các bạn bấm vào, vào lấy giờ trang của Facebook này các bạn bấm vào sang cái phần uh, phần nào nhỉ? sẽ có cộng đồng nhỉ mình quá uh, thôi mình sẽ để link cái cộng đồng này cho bên dưới cho các bạn dễ làm ha mình sẽ để link cái, cái link cộng đồng của nhà phát hành ở bên dưới để cho các bạn tư vào các bạn nhớ các bạn đăng tải thì các bạn nhớ để cái dấu thăng rồi ghi chữ công viên nước vào trong group của nhà phát hành nhá đó các bạn ghi tiêu đề như nào nhưng mà sau đó cũng phải có chữ thăng công viên nước lý viết liền như này nha thăng công viên nước viết liền như này đấy thì để cho nhà văn hành check được cái bài dự thi của các bạn sau đó thì các bạn lại điền vào cái form này điền vào cái form này cái form này thì các bạn à, bấm vào form điền cho các bạn nha đấy các bạn nhớ phải đăng nhập nha. đây các bạn nhìn này đấy. tiêu chí bình chọn này đầu tiên là các bạn hãy ghi tên Facebook của các bạn này, Đấy, sau đó tên nhân vật trong game của các bạn này, các bạn đi giờ đây này, các bạn nhớ nghe rõ từng câu nhé. Đầu tiên là ghi tên Facebook này, đầu tiên là ghi tên, sau đó là đến tên in game là tên nhân vật trong game của các bạn này. Cái email này là chính tài là tài khoản Google của các bạn, các bạn nhớ chưa? là cái tài khoản Google các bạn để sau khi nhà phát hành gửi về tài khoản gửi về cái Google của các bạn các bạn sẽ vào Gmail của Google các bạn nhận thưởng cốt còn nhận vào Gmail nhận thưởng cốt như nào thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết luôn đó còn cái link post group bài viết của các bạn này các bạn bấm link này các bạn nào dùng máy tính thì các bạn có thể bấm vào cái cái bài viết đấy của các bạn các bạn bấm vào hình ảnh bài viết của các bạn à, trên này nó sẽ có hiện một cái link trên này các bạn copy cái link mà các bạn nhìn này nhìn mình nhìn cái chỗ mình bôi đen nhá đây À, các bạn nhìn mình bôi đen ở trên cái chữ Facebook kìa, à, đấy, đây chính là đây là dùng máy tính nha đấy các bạn nhìn thấy chưa, làm theo cái chuột của mình nhé, đấy các bạn bôi đen cả cái đấy, các bạn bấm vào chữ sao chép, rồi các bạn dán vào đây, đấy. ví dụ đấy là cái bài của các bạn nhé, các bạn phải bấm vào hình ảnh của các bạn nó sẽ hiện lên cái đấy, còn bạn nào mà dùng điện thoại thì các bạn hãy bấm vào hình ảnh của các bạn, rồi các bạn bấm vào cái chữ chia chia sẻ hay là chia, chỗ chia sẻ của các bạn nó có chữ sao chép đấy, hay là các bạn dí làm nào nó hiện cái chữ sao chép link ấy. Đấy, sau các bạn điền vào cái này, à, sau các bạn bấm vào cái, sau đó thì các bạn cái chỗ thêm tẹp này này, các bạn bấm vào, rồi các bạn bấm vào cái hình ảnh trong điện thoại của các bạn hoặc trong máy tính của các bạn mà các bạn vừa chụp ảnh covid nước ấy, các bạn bấm vào, sau đó các bạn bấm gửi là được. Đây là mình làm ví dụ, cho nên là mình chưa có gửi đâu, để sau mình còn thi nữa. nha, yeah. thì cái sự kiện này các bạn nhìn này, sự kiện này thì các bạn bấm rồi, nó sẽ có trị giá là 500.000 đồng với giải nhất và 50 cốt 50 đá quý nha. Giải nhì là 300.000 đồng và cốt 30 đá quý và có cả kỷ niệm trương nha. Giải 3 thì có 200.000 này, giải 5 thì có gấu bông, gấu bông và kỷ niệm chương 100 người tham gia thì sẽ được uh, bốc thăm vũ trụ kỳ bí và bốc thăm dư hấu. Thì các bạn yên tâm đi các bạn chỉ cần tham gia thôi là các bạn cũng sẽ nhận được hai cái bã cốt bốc thăm này. Chỉ cần các bạn tham gia thôi, Đấy, làm tham gia đủ các bước là kiểu gì các bạn nhận được bốc thăm nên các bạn cứ thoải mái tham gia đi chỉ cần tham gia là các bạn đã nhận được cốt rồi còn những cái cốt bên trên thì uh, tùy thuộc vào độ uh, trình độ của các bạn còn các bạn chỉ cần tham gia vào hình ảnh hợp lệ Đấy, làm theo các bước hợp lệ mình vừa chỉ là các bạn đã nhận được hai cái mã cốt bốc thăm rồi Đấy, một mã cốt bốc thăm đã rồi cái sự kiện tiếp theo Đấy, đây lại sự kiện, đó là sự kiện thức phim kỷ niệm Đấy, bạn các bạn nhìn nhá các bạn nhìn cái sự kiện thức phim kỷ niệm ấy nhá Đấy, các bạn đọc này mình sẽ đọc cho các bạn này thì là một việc về kỷ niệm một năm chuyển đổi về bản vinagame cho nên nhà phát hành đã tạo cho các bạn một sự kiện nó thì đầu tiên là các bạn chỉ việc đó là quay một đoạn video, tức là sáng tạo một cái video gì đó chia sẻ về một cái kỷ niệm một năm trước khi mà các bạn chuyển đổi về play tu bây giờ vinagame các bạn nhớ nhá phải chia sẻ chia sẻ về một kỷ niệm tức là làm một video thì nó nó liên quan đến video liên quan đến về cái game này trong vòng một năm trước mà khi về tay Vinagame khi mới về với Vinagame game ấy đấy bạn nào chơi ở cái giai đoạn đầu đấy thì bạn hãy quay lại các bạn, các bạn có thể tìm lại clip hoặc là các bạn có thể chơi với mình hay gì đó các bạn có thể lên kênh của mình tìm những cái video mà mình làm hơn một năm trước nha đó rồi sau đó là các bạn sẽ gửi bài thi vào cái form này những cái form này mình sẽ để hết ở dưới dưới nhá nhưng mà các bạn nhớ các bạn phải gắn logo của nhà phát hành thì cái logo này không biết là mình gửi cho các bạn kiểu gì đây là cái link logo thì uh, sau tí mình sẽ để hết cho các bạn Đấy. tất cả clip các bạn cứ gắn link logo vào bạn nào dùng điện thoại có thể edit bằng cái cắp cắt kệ các bạn nhé các bạn edit kiểu gì thì kiểu sau đó các bạn gửi vào thi vào đây Đấy, lại bấm vào đây làm như hướng dẫn nha đó thì phần thưởng các bạn này một cứ bạn tham gia là có bộ hồn bốc thăm hoàng tử bé và 77 tiền 17 sao rồi Đấy, còn có 10 15 cái cốt 15 bạn top đầu 15 bạn nằm trong top 10 Đấy, thì được có một mã cốt 10 đá quý cộng kỷ niệm chương cộng gấu bông Đấy, top 10 thì chỉ nhận được gấu bông và kỷ niệm chương thôi không có cốt đá quý chỉ nằm trong top 5 mới có 10 đá quý năm 10 đá quý thôi xin lỗi nhá để 123 thì được nhiều lắm 150 30 2 triệu 1 triệu Đấy. Và 100 bạn tham gia đầu tiên là có hồ bốc thăm hoàng tử bé đây này, này. Đấy. Các bạn nhìn, các bạn đọc kỹ các thể lệ này nhá, mình chỉ sơ nói sơ qua thôi, xong mình sẽ để link ở bên dưới cho các bạn vào các bạn đọc. Các bạn phải đọc theo hướng dẫn này này, đấy. Và sẽ có đủ hết các link ấy, các bạn link các bạn chỉ phải bấm vào thôi. Trong mỗi cái link mình gửi cho các bạn là bên trong đấy nó có link logo hết rồi, các bạn nhé Rồi. Tiếp theo sự kiện nữa. Đây. Đó là sự kiện điệu nhảy nhá. Cái này thì chắc là dễ nhất rồi các bạn có 5 có 10 giải khuyến khích này, 5 giải ấn tượng này. Đấy thì tất nhiên là 15 giải đấy. 5 giải ấn tượng thì có 300k cộng 30 đặc quý này. À có một vé bốc thăm này. 10 giải khuyến khích là 100k 10 đá quý và một vé bốc thăm này. Đấy các bạn chỉ việc quay clip nhảy, tức là những cái bài hát nào mà đang nổi trên TikTok ấy các bạn. Đấy, các bạn cứ tìm kiếm những bài hát nổi trên TikTok các bạn lồng vào rồi các bạn nhảy làm sao cho nó khớp dùng các điệu nhảy ở trong tôi bây giờ quay lại nhảy làm sao khớp với điệu nhạc đấy em vẫn edit bằng cắt nha các bạn có thể điện thoại đi bằng cắp cắt sau đó các bạn đăng tải vào group và các bạn kèm theo cái hát tang các bạn nhớ về cái phần thi nào phải có hát tang đấy nhá mình sẽ để link group cho các bạn đấy, đây là link group này đấy, các bạn để dấu thăng này các bạn để dấu thăng rồi các bạn ghi chữ dancer UA như này các bạn ghi tiêu đề xong các bạn ghi tiêu đề hoặc không ghi tiêu đề cũng được các bạn miễn là các bạn chỉ cần ghi cái nút thăng dancer UA ở cái sở status của các bạn ấy. đấy. rồi các bạn bấm vào giới thiệu nội dung ví dụ các bạn à, nói về nội dung à, nhảy bài gì đó này ví dụ các bạn thăng dancer UA sau đó các bạn bấm cách ra sau các bạn ghi nội dung là nhảy à, ví dụ à, à, modern này còn xoáy là modern này chẳng hạn đấy các bạn ghi tên cái bài hát này ra đấy nhảy bài hát đấy rồi các bạn đăng lên là được đó là các bạn đã nhận được mã cốt rồi nhá cái này thì nó dễ hơn nhưng mà tham gia thì có giải có cốt được các bạn ạ nhưng mà nó tận là nó có được 15 giải nó có 15 mã cốt cơ 15 mã cốt cho năm những bạn nào tạo ấn tượng mình nghĩ là nhưng mà bạn tham gia thì có khi là cũng được thôi còn những cái trên kia các bạn chỉ cần tham gia là có 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 cốt rồi đó sau đó mình sẽ để link ở bên dưới nhá rồi rồi đấy là mình uh, mẹo bây giờ mình sẽ quay về game nha đấy đấy là ba cái phần chơi dành cho ba cái uh, mẹo dành cho các bạn nhá bạn nào mà muốn tham gia thì có thể tham gia đấy là mình chỉ cho các bạn nào cách nhận những cái mã cốt đây thôi bạn nào mà muốn tham gia thì có thể tham gia còn các bạn không muốn nhận thì thôi các bạn có thể không tham gia nó không phải là mã cốt chung cho nên là mình chỉ chia sẻ cho các bạn nào mà muốn nhận thôi muốn cần cù chị khó thôi còn những bạn không muốn làm thì thôi mình mà có thời gian thì mình cũng uh, làm cái đấy kiếm chứ mỗi cái thật mấy triệu thôi. nhà hành trao giải lớn lắm vào chục triệu đấy ăn giải đấy là cũng phải được tầm rồi ngày hôm nay thì uh, xem nhận được cái gì nào à phần thưởng đăng nhập thì hôm nay được một vé bốc thăm uh, vé bốc thăm bịt mắt lá xanh 500 tiền sao Uh, hai kim cương kìa ngon chưa Đấy các bạn nào nghe kỹ nha Bạn nào cần mình sẽ để link ở bên dưới cho các bạn nhé rồi và hiện tại mình cũng đang có event mình cũng đang tạo event cho các bạn luôn tất cả những bạn uh, sắp tới là bản bản cập nhật tới sẽ có một cái hộp mới nhá bản cập nhật tới sẽ có hộp mới để mình tính xem nào bây giờ mình đang có 1.000 uh, 1.150 kim cương đây đúng không cứ cho là được 5 lần 5 lần mở tức là mở 50 hộp đấy đấy mở 50 hộp bây giờ các bạn hãy chỉ việc đó là comment ở dưới clip này đó là trong bảng cập nhật tới ra hộp mới thì mình mở bao nhiêu hộp sẽ ra đồ hiếm nhất đấy tức là cái đồ hiếm nhất trong đấy nha lúc ấy mình sẽ công bố cái đồ hiếm nhất ở đấy là cái gì đấy, rồi còn bây giờ mà các bạn đoán xem là mình mở bao nhiêu hộp từ 1 đến 50 nhá các bạn không được đoán các bạn chỉ được đoán chính xác ví dụ bạn nào đoán anh đoán 25 hộp Đấy, rồi các bạn comment tên nhân vật ở bên dưới nha phần thưởng sẽ là 20 thỏi vàng dành cho bạn nào mà trả lời đúng và nhanh nhất à comment đúng và nhanh nhất nha Đấy. phần thưởng là 20 thỏi vàng các bạn nhớ các bạn hãy comment bao nhiêu hộp ví dụ hai hộp rồi các bạn comment tên nhân vật ở bên dưới đừng quên là bấm like chia sẻ bấm đăng ký kênh và bấm chuông thông báo giúp mình phần thưởng sẽ là 20 thỏi vàng xem mình còn đủ 20 thỏi vàng không nhỉ à 29 thỏi vàng thừa Ok nhé, phần thưởng sẽ là 20 thỏi vàng cho bạn nào trả lời đúng Nhưng các bạn nhớ phải đến mà cập nhật mới thì mình trao thưởng nhé Thì chỉ đến tầm, uh, nếu mà chuẩn thì đến tầm thứ năm Hôm nay là thứ hai rồi, thứ ba thứ tư thứ năm là Thứ năm là có bản cập nhật mới là vậy gọi là hai ngày nữa thôi Sau hai sau hai ngày nữa thì chúng ta sẽ có kết quả nha các bạn nhé Mà là muốn tham gia thì có thể bấm bên dưới Đấy, vừa chỉ cho các bạn nhận cốt kim cương và vừa tạo event là các bạn nhận thỏi vàng nữa Thì các bạn có thế nào nữa nhá. Rồi, đừng quên comment ở bên dưới nhé, bye bye mọi người ơi.